Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, liệu Nguyễn Đức Trung tức Trung Còn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có bị vào lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Sau vụ đột kích đồng tâm vào lúc nửa đêm gần sáng giết chết lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kinh, và mới đây nhất là vụ khám xét nhà và lái xe của thư ký Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung có phải là dấu hiệu của việc Nguyễn Đức Trung sắp bị tống cổ vào cái lò chống tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng hay không? Nguyễn Đức Trung từng là giám đốc công an thành phố Hà Nội và là người đang có đủ tư cách và là một ứng viên sáng giá tranh chức bộ trưởng Bộ Công an của đương kim bộ trưởng Tô Lâm. Nên Tô Lâm đã nhanh tay tung những đòn hạ uy tín sát ván nhằm chặn và làm chậm bước tiến của chúng con tiến lên thay thế chức vụ của mình. Với những động thái dung cây dọa khỉ của đồng đảng nhằm, họa, nhằm hạ uy tín của Nguyễn Đức Trung, không chỉ là ở hai vụ việc gần đây mà trước đó Trung con đã bị hạ uy tín từ những vụ lùm xùm như cây xanh ô nhiễm môi trường và vụ nhật cường mobile. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, dư luận xôn xao việc Bộ Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tài xế riêng của Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú ở Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an C03. Báo Lao động cho hay đến sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, một nguồn tin của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói với phóng viên rằng ông Ngọc và ông Trung chưa bị tạm đình chỉ công việc vì chỉ có lệnh khám xét khẩn cấp, chưa có lệnh tạm giữ tạm giam. Nên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa thực hiện các bước tiếp theo. Hai người này hiện nay vẫn đang làm việc với cơ quan công an, có nghĩa là vẫn đang đi làm Cả ba người nói trên đang đối diện với tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự có khung hình phạt từ 2 năm tù giam đến 15 năm tù giam, như báo chí cho biết. Dư luận ồn ào và nhanh chóng đưa tin không phải vì chỉ riêng ba nghi phạm nói trên mà bởi vì việc khám xét khẩn cấp có vẻ liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Đương Kim, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thiển nghĩ một tài xế dù là lái xe riêng cho những nhân vật cao cấp nên chăm sóc chiếc xe sạch đẹp và chăm sóc sự an toàn cho chủ nhân hơn là chú tâm vào những vấn đề thuộc bí mật nhà nước. Trong chế độ độc đảng toàn trị Cộng sản Việt Nam, tài xế như vậy luôn phải là người tâm phúc đối với chủ nhân. Từ vị trí làm việc nắng không tới mặt, mưa không tới đầu của một lái xe, người ta còn cả một tương lai sáng lạng đang chờ đón để nắm lấy cơ hội hơn là ngồi ôm vô lăng suốt ngày. Dư luận từng ngã ngửa khi biết thẩm phán cũng từ lái xe mà ra, hay tài xế trở thành trưởng phòng nội vụ huyện, hoặc từ tài xế giỏi trở thành phó tránh văn phòng huyện. Có cả bác Tài của một thứ trưởng Bộ Xây dựng thăng tiến thần tốc trở thành phó viện trưởng, chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam, SISP thuộc Bộ Xây dựng, Văn hóa nói một tiếng. Để vào được vị trí tài xế riêng không chỉ là người được chủ nhân phó thác tín nghĩa văn hóa nói một tiếng nhất định không thể thiếu được Văn hóa nói một tiếng trong xã hội ngày nay có đủ sắc thái từ nhiều phía. Có khi nó thật nhẹ nhàng theo cách xin sọ một chỗ làm ấm thân như nói trên. Lúc khác đủ giọng điệu uy quyền để dùng tư duy, lệnh miệng mà người chịu ơn buộc phải làm theo. Cũng có khi nói một tiếng là sự trao đổi nhân danh nghĩa tình đồng bào Việt Nam với nhau. Trong tự chuyện Từ ngõ Phát Lộc đến Weimar Ma, ở đoạn kết có viết về việc ông Nguyễn Đức Trung lúc vừa nhậm chức giám đốc công an thành phố Hà Nội có nhờ Bùi Thanh Hiếu nói một tiếng với nhà thờ Thái Hà như sau: Tôi biết anh là người có quan hệ qua lại với nhà thờ Thái Hà, nếu trước khi anh đi anh giúp gì cho mọi việc êm thấm thì tốt. Anh có thể nói với các linh mục làm đơn xin đất được không? Bây giờ đất dự án không triển khai nhà nước thu hồi cũng nhiều chỗ đẹp. Toàn đất dự án đẹp đấy không phải đất xấu đâu. Thôi thì nhân lúc có cơ hội này đất đai đang có, anh nói một anh nói với các linh mục làm đơn xin để thành phố cấp đất cho. Chứ đất chỗ bệnh viện cũ là chuyện lịch sử, thẩm quyền tôi trông thế nhưng có hạn lắm. Tôi cũng muốn sao mọi chuyện được yên ổn, cứ càng thế này cũng mệt, trông đi trông lại toàn là dân Việt mình với nhau. Người Cộng sản Việt Nam có vẻ ưa chuộng sự kết hợp giữa tư duy lệnh miệng và văn hóa nói một tiếng. Bộ ba tư duy lệnh miệng, văn hóa nói một tiếng, giáo dục, phi triết lý, tư lệnh miệng làm cho biết bao nhiêu là vụ án kinh thiên động địa rơi vào ngõ cụt. Hậu quả của tư duy lệnh miệng đang tràn lan, đang tràn lan khắp trốn. Mới nhất là vụ Vũ Huy Hoàng và đồng bọn truy tố trong đó có Hồ Thị Kim Thoa đã trốn qua Pháp từ lâu. Bộ ba tư duy lệnh miệng văn hóa nói một tiếng, giáo dục phi triết lý đang xoáy mòn và tàn phá khốc liệt tính trách nhiệm trong mỗi người Cộng sản Việt Nam, biến họ trở nên đớn hèn, bạc nhược. Trên hết, bộ ba này đã vô hiệu hóa toàn bộ bộ ba lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam. Người dân không ngạc nhiên về bộ ba phi nhân bản nói trên, chúng vẫn ngây ngang tồn tại với nhiều sắc thái đậm lợt trong bức tranh vân cầu mang tên của dân do dân và vì dân từ nhà công quyền cộng sản Việt Nam tranh vân cầu nhằm biểu đạt ý nghĩa về cuộc đời luôn biến đổi khôn lường bộ ba phi nhân bản tồn tại như hiện nay cho thấy chế độ độc đảng toàn trị đang tiến dần đến mặt vong sẽ là sớm sủa để biết rằng thằng lái xe của đương kim chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung sẽ sưng xuất, nghĩa là sưng ra khai ra. Vì đâu nên nổi, không lo an phận thủ thường lại đi chiếm đoạt bí mật của nhà nước. Nguyễn Đức Trung tức Trung Còn sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967 quê ở Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Trung vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào 3 tháng 2 năm 1994 để chinh phục những đất thang quyền lực trung trang bị cho mình bằng cấp đại học cảnh sát nhân dân, đại học thương mại, tiến sĩ luật, cao cấp chính trị bằng C Anh Văn và anh hùng lực lượng vũ trang cùng một tá huân huy chương bằng khen đủ loại. Từ một điều tra viên chỉ sau 2 năm, năm 2012, trung leo lên bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố Hà Nội, ủy viên ban thường vụ thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Hơn 3 năm sau, tức tháng 12 năm 2015, Trung nhảy tót lên trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay Nguyễn Thế Thảo. Có tin đồn Phạm Quang Nghị nhận 30 triệu đô la Mỹ để xếp cho Nguyễn Đức Trung ghế Chủ tịch. Việc này khiến cho các phó Chủ tịch Hà Nội đương chức lúc ấy như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu ôm đầu cây cú. Nguyễn Đức Trung, đứa con nuôi của Lê Hồng Anh, đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 tháng 1 năm 2016. Có tin ngoài lề được cho biết rằng vợ của Trung con, tức Nguyễn Đức Trung là con ruột của Lê Hồng Anh với một người khác ngoài vợ chính, cho nên Lê Hồng Anh đã nhận Nguyễn Đức Trung là con nuôi để hợp thức hóa chuyện này. Thời gian đêm đêm cho đến tháng 5 năm 2019 khi C03 của Bộ Công an khởi tố vụ buôn lậu rửa tiền và sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam một số người kể cả tổng giám đốc Bùi Quang Huy, nhưng Huy bỏ trốn trước mũi C03 và bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc và trên thế giới. Công ty Nhật Cường Mobile được cho là câu kết với các cán bộ của một số cơ quan nhà nước ở thành phố Hà Nội thực thi các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị ngàn tỷ. Vụ việc được đồn đoán liên quan đến công ty sân sau và gia đình vợ con Nguyễn Đức Trung. Báo chí của Đảng cũng déo tên bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của Nguyễn Đức Trung, Cuối năm ngoái, báo dân Việt giật tít nhà thầu Nhật Cường nhờ công ty Minh Hoa để thắng thầu ở sở kế hoạch đầu tư. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Phạm Văn Khương, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội nhảy lầu, hay bị sát hại từ tầng 27 của tòa nhà VinacoNet xuống đất tử vong. Ông Khương liên quan đến công ty Nhật Cường, vì thế đồn đoán giết người diệt khẩu dầm dàn khắp thủ đô Hà Nội ngày 8 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Văn Tứ tránh văn phòng thành ủy, cựu giám đốc sở kế hoạch đầu tư Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với một số viên chức trong sở kế hoạch đầu tư để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ án Nhật Cường. Đến lúc này, xem như lưới đã vây tứ bề, dư luận rủ nhau hóng chờ cá mập Nguyễn Đức Chung và sợ sẽ bị tóm. Trước ngày thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và kinh tế buôn lậu Bộ Công an, cục C03 được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công an. Có người gửi đơn tố cáo quy trách nhiệm ông Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà bị tạm giam, tuyệt thực và chết tại trại giam 771 Bộ Quốc phòng. Những người am hiểu chính trường Hà Nội cho hay có ân oán giang hồ giữa tướng Trung và tướng Ngọc. Đầu năm 2020, một đơn tố cáo chung con dài hơn chục trang gồm các chi tiết rất cụ thể như tài sản cá nhân khủng của gia đình Nguyễn Đức Trung, vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp Resai do Vingroup xây dựng. Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với công ty Nhật Cương. Gia đình Nguyễn Đức Trung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 m2. Nguyễn Đức Trung mua nhà cho con đi du học ở bên Mỹ. Trung nhờ VP Bank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8 năm 2018. Đơn cũng chỉ rõ Trung chỉ duyệt cho công ty nào có quan hệ. Chỗ khác Trung không duyệt. Các công ty Trung ưu ái như Lã Vọng, Bắc Chín, Sun Group, Vingroup, SHB của Hiển Mít, Brisco của có gắn với 3X An Bình Slesinko của tiền còi. Việc chính phủ ngầm chỉ đạo không cho FLC Vingroup và Sun Group vay tiền của ngân hàng thì trung ký hợp thức hóa các dự án với việc liên kết và các đơn vị khác đứng tên vay tiền, trung dính rất sâu với anh em nhà Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ. Tại hội nghị trung ương 12 hồi tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Trung lọt vào top đầu danh sách quy hoạch Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025, tham vọng và trung hướng đến hoặc là cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an hoặc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội nếu như Tô Lâm và Vương Đình Huệ được lên cao hơn. Vì thế mà Tô Lâm đã tung đòn đánh tả tơi Nguyễn Đức Trung thời gian vừa qua. Bộ Công an công khai quyết tâm bắt cho bằng được Bùi Quang Huy để kết thúc vụ Nhật Cường Mobile. Mạng xã hội cho rằng Huy bị tóm vì thì vợ Trung là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa sẽ bị bắt khẩn cấp khi ấy sự nghiệp của Trung Con sẽ bị chấm dứt. Chiều tối 13 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố tục Hình sự năm 2015. Nguyễn Ngọc Anh sinh ngày 20 tháng 5 năm 1974 tại phường Bồ Đề. Do có nội gián nên C03 lộ án Bùi Công Huy cao chạy xa bay. Tài liệu hồ sơ tiến trình điều tra vụ án Nhật Cường Mobile đã bị dò dị ra ngoài. Việc C03 bắt vụ hoa hậu bán dâm 30.000 đô la chiều ngày 13 tháng 7 năm 2020 được xem là một hành động nghi binh đánh lạc hướng cho bọn Ngọc Trung Dũng mất tập trung Hồng triển khai quân đánh án. Vụ án chiếm đoạt bí mật nhà nước, Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng và huy động nghiệp vụ cho những bước tiếp theo để hoàn tất vụ án. Thông tin quan trọng chắc sẽ được công bố trong thời gian tới nhưng Nguyễn Đức Trung đang tứ bề thọ địch. Số phận đã không mỉm cười với Trung Con trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đã mang vụ Nhật Cường Mobile ra dọa Nguyễn Đức Trung. Cùng lúc, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa các báo đảng dẫn lời khơi lại vụ án Nhật Cường mà dư luận suy đoán rằng ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là người bảo kê. Ông Trọng thì chỉ đạo tập trung điều tra xử lý nghiêm minh kịp thời sai phạm của tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile với một loạt các cáo buộc buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng theo ông Trọng, vụ Nhật Cường được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là một trong những năm đại án. Trong khi đó, theo báo riêng, ông Tô Lâm tuyên bố làm mọi cách để bắt ông chủ Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc. Cả hai chỉ thị của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an được đưa ra trong thời điểm được cho là hết sức nhạy cảm về công tác nhân sự khoảng chưa tới nửa năm Đại hội Đảng 13 và hơn một năm sau thời điểm ông Huy bỏ trốn và theo các báo nhà nước, ông này đang bị truy nã đỏ quốc tế. Theo truyền thông nhà nước, hai công ty Nhật Cường và công ty thương mại và dịch vụ Nhật Cường và công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software Công ty Nhật Cường Software là một công ty con của công ty Nhật Cường là doanh nghiệp độc quyền xây dựng, cung cấp và quản trị nhiều phần mềm của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến. Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một hệ thống cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội, nghiễm nhiên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tín nhiệm, giao cho các gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị công nghệ trị giá hàng chục tỷ Việt Nam đồng, làm giấy lên nghi ngờ rằng doanh nghiệp này chính là sân sau của Nguyễn Đức Trung. Công luận tin rằng ông Huy đã được Nguyễn Đức Trung ra tín hiệu để cao chạy xa bay ra nước ngoài vào tháng 9 năm 2019, thời điểm báo đảng liên tiếp đăng bài về diễn biến vụ Nhật Cường. Việc ông Huy đào tàu khiến cho vụ án Nhật Cường đang sắp đến cao trào thì bỗng nhiên rơi vào ngõ cụt cho dù Bộ trưởng Tô Lâm biện hộ trên báo Zing hôm 26 tháng 5 rằng Huy là đối tượng nhân vật chính để điều tra, song việc này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều tra. Đáng lưu ý, tuyên bố của Tô Lâm nhấn mạnh việc bằng mọi biện pháp bắt được Bùi Quang Huy khiến cho công luận suy đoán rằng Cộng sản Việt Nam không loại trừ khả năng tái diễn chiều bắt ông Huy như đối với Trịnh Xuân Thanh. Tại Đức, trước đây hay đối với trường hợp với Singapore để dẫn độ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, về nước. Việc Cộng sản Việt Nam lấy mục đích để biện minh cho phương tiện, bắt bằng được ông Huy để xử ông Trung Con sẽ diễn tiến tương tự như vụ bắt Trịnh Xuân Thanh để xử cựu bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng trước đây. Liên quan đến mối quan hệ giữa Nguyễn Đức Trung và Bùi Quang Huy hồi tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam gửi văn bản đề nghị ông Trung phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra về các cáo buộc. Tuy vậy, sau đó không thấy các báo đảng đưa tin tiếp theo về vụ việc này. Hồi tháng 12 năm 2019, báo điện tử Việt Nam Net dẫn phát ngôn hiếm hoi của Bí Thư Trung liên quan đến vụ Nhật Cường. Công ty Nhật Cường xây dựng các dịch vụ công. Đây là cái khó nhất vì họ phải lọ mọ vào trong từ phường xã gặp các cán bộ để hiểu về quy trình công tác thì mới số hóa được những cái đó chẳng ai làm. Hồi tháng riêng, Facebook Thuận Văn Bùi, người đưa tin về đấu đá phe phái của Đảng Cộng sản Việt Nam bình luận trên trang cá nhân Nguyễn Đức Trung bị đồng đảng, đồng chí cắn từ đầu năm đến cuối năm 2019 với vô số vi phạm Nhật Cường, nước sông đuống, các công ty sân sau của vợ và con trai ông Trung cũng liên tục bị các đồng chí của ông khuét sâu để đấm đá. Theo dư luận cho rằng ông Trung sẽ bị đưa vào lò củi lửa của ông Trọng trước thêm đại hội 13. Nhưng điều đó, theo tôi suy đoán, thì không có chuyện đó xảy ra mà Nguyễn Đức Trung chỉ bị Tô Lâm và một số kẻ khác làm giảm uy tín trong đảng để cho ông này không làm được, không leo lên được chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội hoặc là bộ trưởng bộ công an thay thế cho Tô Lâm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.